Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, ngày 24 tháng 4, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức trao quà cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Tham dự ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình. Ở huyện có đồng chí Đoàn Mạnh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy. Dịp này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, chia sẻ và động viên các cựu chiến binh, thân nhân các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động ý nghĩa phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo chu đáo của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình và Hội Cựu chiến binh tỉnh đến hội viên. Sự tri ân, biết ơn của các đơn vị, cá nhân, tổ chức, cộng đồng xã hội đến các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, qua đó tiếp thêm động lực để cựu chiến binh vượt qua nỗi đau của bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.